Xin chào tất cả mọi người đã quay lại kênh của mình. Lời đầu tiên tôi xin kính chúc toàn thể quý vị và các bạn cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc. Hôm nay tôi xin chia sẻ với mọi người đó là ghế massage, mời mọi người cùng đón xem nhé. Ghế massage trị liệu toàn thân Tokiso T8 công nghệ con lăn 4D, nhiệt hậu ngoài cao cấp, chính hãng 100%, tính năng thông minh, công nghệ túi khí hoàn hảo từ đầu đến chân. Con lăn massage 4D có thể di chuyển, giúp massage chuyên sâu. Chức năng massage không trọng lực, phần ghế ngã về sau xuống 170 độ ở vị trí của massage không trọng lực. Các con lăn massage có tiếp xúc tốt hơn với khu vực thắt lưng, đảm bảo rằng toàn bộ cơ thể tận hưởng massage hiệu quả. Chế độ massage nhiệt hồng ngoại, chức năng nhiệt hồng ngoại, vùng lưng kết hợp túi lá ngải cứu khô, giúp giãn nở các mạch máu, giúp tuần hoàn máu trong cơ thể và cải thiện khả năng cung cấp oxy, đào thải độc tố. Đa dạng các bài tập massage, massage cột sống, massage tự động, massage cục bộ, rung vùng mông, vân vân. Dễ sử dụng kể cả người lớn tuổi. Ghế massage Tosico có thiết kế bảng điều khiển, chi tiết ký hiệu, dễ sử dụng, phù hợp cho cả người lớn tuổi. Có thể điều chỉnh thời gian, cấp độ massage, tùy chỉnh góc và thay đổi nhiều tư thế theo người sử dụng. Hệ thống âm thanh Bluetooth không dây kết nối với điện thoại, máy tính bảng. Lợi ích đem lại, giúp bạn có giấc ngủ ngon, sâu hơn tinh thần luôn thoải mái, minh mẫn, tránh stress. Massage thường xuyên giúp loại bỏ các vấn đề đau nhức đầu, đau mỏi lưng, tê cứng chân tay, tăng khả năng tuần hoàn máu, giúp lưu thông máu nhanh, cải thiện huyết áp. Chính sách bảo hành, cam kết hàng chính hãng 100%, đổi trả miễn phí trong vòng 15 ngày, đổi mới ngay lập tức nếu sản phẩm bị lỗi. Miễn phí giao hàng và lắp đặt tận nơi trên toàn quốc, bảo hành 6 năm, bảo trì trọn đời. Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video sau.